rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài. Chân thiên mù anh còn nhớ không, chợ Đông Ba khi mình qua, la mẹ bay bay la đà, chiều thiết tha có anh bên mình mà ngờ hôm qua. Lòng u hoài ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Được không? Vừa rồi thì quý vị đã được thưởng thức qua một cái đoạn chất âm nhá. Đến từ một cặp loa thương hiệu Panasonic. Đấy, quý vị thấy không ạ? Quá đỉnh đúng không ạ? Loa ở đây thì là loa 3 đường tiếng quý vị nhá. Loa 3 đường tiếng. Đấy, mặc dù dòng mini nhưng người ta đã tích hợp đây là chế độ 3 đường tiếng. Phải nói là rất là đỉnh đúng không ạ? Đấy, đây. Đấy. Cái công suất của đây quý vị nhá, em sẽ đọc luôn cho quý vị nhá. Công suất của loa là 50W tổng hai loa, trở kháng từng trước là 5 ohm. Mã của sản phẩm là PM930 quý vị nhá, PM930 Panasonic, thương hiệu Pala. Đấy. Dây ở đây thì bên em đã đây đã đấu lối rất là ok cho quý vị rồi. Đấy, quý vị về cứ chỉ việc là đưa vào công suất mà nghe thôi. Đấy, bác nào mà có công suất ở nhà rồi thì cứ chỉ việc kết nối thôi nhá. Đấy, còn bác nào chưa có công suất thì cũng có thể liên hệ luôn cho bên em. Hoặc các bác có thể nhấc cái con công cái con âm ni công suất này về nhá. Đấy. Đấy. Quá đỉnh đúng không ạ? Loa quá chất đúng không ạ? Đấy, với cái tông màu đen, đấy, nhìn nó rất là sang. Căng kiếc của em này thì vẫn còn ở đây quý vị nhá. Đấy, ok luôn. Đấy, quý vị cứ việc nhấc về mà nghe thôi. Bát ở đây sử dụng chất liệu là màng polymer kết hợp dạng gân, đây là gân cao su. Đấy, trùng đây và tép đây. Đấy, cái cách bố trí nhìn rất là chất luôn đúng không ạ? Đấy, cái tiếng nó ra, nghe tiếng bát nó nghe nó rất là đã. Đấy, nó có cái độ sâu của nó, nghe rất là phê. Về cái kích thước của sản phẩm đây quý vị nhé, em sẽ đo luôn cho quý vị này. Rộng của loa ở đây là 14,5. Chiều sâu ở đây là 21. Kết hợp với chiều cao ở đây đạt tới 26 quý vị nhá. Đấy, cao 26. Ok, giá của cặp loa này là đấy, vâng nhá quý vị nhá. Đấy. Cặp này thì em để cho quý vị là 790 nhá. Đấy. 790. Quý vị nào nhấc thì alo luôn cho em qua số điện thoại là 0966594581 nhé. Địa chỉ bên em là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đấy, địa chỉ bên em cách bến Mỹ Đình đó chỉ khoảng 300m thôi. Đấy, quý vị nào đến trực tiếp thì bên em sẽ test. Còn quý vị nào mà
trước khi đóng hàng gửi hàng cho quý vị, thì bên em sẽ có video test cho quý vị, đảm bảo là 3 test hoạt động đều ok nhá. Đấy, quý vị cứ yên tâm đặt hàng thôi. Đấy, giá của nó là 790 quý vị nhá. Đấy. Ok, em xin phép kết thúc video từ đây nhá. Hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo bên em.